bong bóng của đường Phan Đăng Lưu, cho nên có cái ngã rẽ ra hai đường, và đây là sắc màu của Phật đản đã trưng bày bản khá nhiều trên các cái cửa hàng bản đồ thờ, đèn lồng bà con chờ và đèn Phật đản đó. Tuyến đường Phan Đăng Lưu chiều nay vừa trải qua cơn mưa dông lốc sét không lớn lắm nhưng mà cũng đủ ướt, cơn mưa cũng xối xả một đoạn cũng nhanh thôi, kèm theo dông sét. Đường phố Phan Đăng Lưu ngày nay như rằng đó, kinh doanh hàng quán cũng là như xưa, và mức độ buôn bán thì hình như là thưa người đi, có khả năng là kinh doanh kiểu là online nhiều hơn. Thì nhiều mà thấy ít người đi vô ra thì chắc là khả năng kinh doanh ship hàng từng nơi đó rất nhiều mặt hàng chẳng như ra gối nền hàng điện tử điện lạnh đồ thờ rồi những cái cửa hàng máy mặt năm xưa rồi những cái quay thuộc Bắc ngày nào đó vẫn hiện hữu đó. Cơn mưa chờ đông ba bây giờ bị mưa vặn người rồi, những gian hàng thịt rất chờ không biết chiều nay có buôn bán được không, sợ mưa bà con ít đi. Hôm nay cũng là ngày đầu tuần khả năng là khách du lịch ít đó. Lúc này cũng hơn 5 giờ chiều rồi bà con, sau những video em đưa bà con thăm trong nội thành thì giờ này cũng đã chiều, về đến Đông Ba. Ra tới Đông Ba thì hình ảnh như vậy đây. Ồ, vẫn đóng người đi chợ đông đúc đấy nhá, hàng hóa người ta chưa xong, còn người mua người bán đang còn số bồ đó, gian hàng này chợ Đông Ba bây giờ còn ngang ngắn lắm, mặt sau thì sắp có cái tuyến đường đi bộ ven sông nữa. Đó, những cái cổng vào lối ra khi là ngăn nắp sạch sẽ, cổng số 15 và bên phải là cổng số 7 vào chợ, còn cổng phía sau là đó là cổng số 15 ngân hàng tưới sống. Những cái gian hàng này vừa được hoàn thiện thì hàng hóa cũng được bày bán kịp tiến độ, quá đẹp, vòng vài dù thế nhé, đó đường vô cạc công này
cửa này, cổng số 8. Những gian hàng vừa mới hoàn thiện này. Đây cổng cửa, à đây cửa, cửa số 25, cổng số 25. Trời ơi, quả gọn gàng ngăn nắp luôn. Mỗi ngày đi cảm thấy có một cái chiếc đò mới mới thay chờ đúng ba đó bà con. Dạ, rất là thú vị để bà con cập nhật và yên vui ngày ngày qua chợ, qua phố xem có những chi xảy diễn ra nha. Đầu đường là đầu đường Chiếu Dương đó, là vì sao chợ Đông Ba này chưa đi đó, là những gian hàng hoa quả trái cây tiếp tục người ta đang làm đây nè, cổng tình. Đây có một cái tuyến đường đi ra tiếp đường Trần Hưng Đạo, là một bên của cổng tình siêu thị Cốt Mắt đó. Còn khu vực từ đây tới là không gian của chợ Đông Ba mọi người này, là trong kia là bến xe đó. Thì sau là trường tiền ngăn nắp thế nào. Thì cốc ốc mắt nằm ngay khu vực mũi cầu Trường Tiền, đường Chiến Dương đó. Còn bên phải chúng ta là khu vực của chợ Đông Ba. Đông Ba chiều nay tầm mưa bắt đầu xe hàng muốn bán. Trời mưa thì cả cái gian hàng ẩm thực cái cũng ít lại, nó người ta giảm xoắn nhiều để bán sẽ thưa vắng đi, ảnh hưởng đến sức bán sức mua nha. Cái con bay biển nhiều thì cũng rất là đẹp hình ảnh, nhiều món hàng này bà con lựa chọn ăn uống trải nghiệm ẩm thực Huế. Ngày nào cũng trải nghiệm chợ Đông Ba cả, mặc dù không ăn uống nhưng mà chúng ta ngắm được nhiều hơn, ngắm được rất là nhiều thứ, rất nhiều món. Đó, quay cửa hoa cực chờ này, đấy cổng chờ chỉnh, cổng chỉnh của chợ Đông Ba là cửa hàng hoa rực rỡ sắc màu. Bây giờ người ta đã đổi tên rồi hay sao chứ, năm xưa là có cửa hàng hoa Bà Nga mà
tại Đông Ba ai cũng biết đến, mà bây giờ như không còn nữa. Và trước mặt chúng ta là cầu Giáo Hội, bây giờ bà con thấy đã đủ sắc màu của mùa Phật đản tại Huế rồi đó, sắc hồng với những cảnh hoa sen, sắc cờ đỏ vàng cam trắng của cờ là cờ Phật đản đó. Không biết có đèn điện hay không chứ, nếu như có điện thì đẹp lắm. Chắc là không, ta chỉ có đặt với những cái cảnh sen đỏ sen hồng. Khu vực cầu xuyên suốt cầu Giáo Hội và những lá cờ lớn chào đón từ bắc đường đầu đường Bạch Đằng về đến cầu Đông Ba. Về nơi đó là có ngôi cổ từ Diêu Đế, nơi làm lễ chánh lễ mục dục lễ tắm Phật rước Phật, bắt đầu từ chùa Diệu Đế lên cổ đình Tư Đàm để làm lễ hàng năm. Đó đường Bạch Đằng chiều nay phố cùng mang mắt. Có cái dịp lễ này thì là những hình ảnh mà chúng ta cùng tìm hiểu rồi thứ giãn những cái hình ảnh đó qua cái niềm vui cũng như qua thành phố Huế trong mùa này. Đây bây giờ mới thực sự là rực rỡ sắc màu này, đèn lồng treo lồng lẫy trước khu vực khuôn viên của chùa, bắt đầu từ đường Diêu Đế, đường Ngự Viên là hai con đường nằm phía hai bên phía trước của chùa Diêu Đế, mặt được Bạch Đằng và mặt sau là như là đường Tố Hiệu Thanh. Đó, đẹp chưa? Có thể là đầy đủ lắm đấy, đèn điện là tối là sẽ rực sáng thôi. Đó, đây là khu vực trước bến sông, cổng chào, cổng tham quan của chùa. Bên cạnh là bên kia là chùa Phùng Hóa. Đó, cờ đèn sắc hồng của Phật đản đã ở trong khu vực khuôn viên của chùa rồi. Các lối đi đâu đâu cũng có hoa sen. Wow, có điện hết á, tối về thì sẽ có đèn sáng. À, nơi tổ chức lễ hội lễ lớn mừng Phật đản sanh. Thầy đang bắt điện bắt đèn đó, và lễ đài lớn năm nào cũng tọa lạc tại trước mặt điện chặn điện Đức Phật Thích Ca, đây làm lễ mục dục tắm Phật tại đây đây. Và bây giờ bà con thấy đó, không
không lâu nữa. Hoa lan kết thành chùm à, dừng hoa đây toàn hoa. Chúc mừng Phật đã sắp à, là không gian của à, vật cả à, trước đài sắp chánh điện của chùa Diệu Đế. Đây là lò võ Thiều Lâm. Chiều chiều các thầy lại luyện tập cho các em học sinh môn võ bảo vệ sức khỏe. Chắc là muốn phải tại chùa. Đó là những hình ảnh về chiều nay tại Đông Ba qua gia hội về thăm chùa, không gian chùa, ngôi cổ tự Diệu Đế, nơi năm nào cũng tổ chức lớn đại lễ Phật đản. À, hy vọng bà con cùng biết thêm một số năm chiều nay em yên vui em gửi đến mọi người về Huế nha. Dạ, vừa có tổ mưa giông khá là mát chiều 13 tháng 5. Và em sẽ còn tiếp tục gửi đến bà con những hình ảnh về Huế trong những tập tiếp theo. Bây giờ em vui xin kết thúc video. Dạ, một lần nữa em xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video. Thì em vui. Dạ, em vui xin chúc tất cả bà con mình luôn luôn dồi dào sức khỏe bình an trong cuộc sống. Dạ, em xin chào và hẹn gặp lại mọi người.